Hello, chào các bạn đã quay trở lại với Anu TV. Bây giờ chuồng trại đã được sạch sẽ rồi nhé các bạn nhé. Vệ sinh từ A đến Z rồi. Mấy hôm trước bận quá không vệ sinh chuồng trại cho các em, nó hôi quá. Bây giờ sạch sẽ thoáng mát rồi. Các bạn nhìn em nhím con kìa, đáng yêu chưa? Đấy. Thấy chưa, đáng yêu chưa? Đáng yêu thì các bạn hãy chia sẻ đi, like đi, đăng ký kênh đi, chia sẻ cho mọi người cùng biết đi. Mình vừa tưới nước là rất bé nhím, bây giờ mẹ nó liếm cho, liếm thế sao. Con cái bị phun sơn đỏ sau lưng này, phun sơn đỏ. Con được thì con phun.